Ngày 28 tháng 4, Đài Loan ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19 trong nước, trong đó có một ca nhập cảnh từ Canada, hai ca còn lại là vợ và con của phi công hãng China Airlines, trước đó xét nghiệm có kết quả dương tính. Ngoài ra cũng tăng thêm 3 ca nhiễm mới nhập cảnh từ nước ngoài, gồm hai sinh viên Indonesia và một nam giới người Đài Loan trở về từ Ấn Độ. Do ảnh hưởng của vụ 65 thầy trò Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan từng ghé thăm nhà thờ Hồi giáo, Nhà trường tuyên bố trước ngày 3 tháng 5 toàn trường áp dụng học online, đồng thời cũng đã tiến hành tiêu độc khử trùng để phục vụ cho cuộc thi vào cuối tuần. 65 thầy trò cùng tham gia hoạt động chung tại nhà thờ Hồi giáo với phi công bị nhiễm bệnh. 45 người ở trong ký túc xá nhà trường được sắp xếp ở cùng một tầng. 20 người còn lại ở ngoài trường cũng đều quy định trước ngày 2 tháng 5 không được đi ra ngoài. Ngoài ra còn có 12 người của Đại học Quốc gia Đài Loan và 3 người của Đại học Sư phạm từng đến tham gia hoạt động tại nhà thờ Hồi giáo vào trưa ngày 16 tháng 4, đã được yêu cầu phải tự theo dõi sức khỏe 30 ngày, đồng thời áp dụng phương thức học online. Do ba trường nêu trên đều thuộc cùng hệ thống Đại học của Đài Loan, có thể chọn học chung các môn của nhau, trong đó có 441 lượt người từ Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan đi sang Đại học Quốc gia Đài Loan. Liệu trong đó có sinh viên đến nhà thờ Hồi giáo hay không thì cần phải tiếp tục điều tra làm rõ. Để cứu vãn chương trình bong bóng du lịch Đài Loan Palau sau khi mở cửa gần một tháng không có khởi sắc, Bộ Giao thông tiết lộ sẽ bắt tay từ việc giảm chi phí xét nghiệm PCR. Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh cũng cho biết không lại trừ khả năng tới giữa tháng năm bắt đầu triển khai thí điểm chương trình hộ chiếu vaccine với quy mô nhỏ. Hiện tại đã có một số quốc gia triển khai chương trình tương tự hộ chiếu vaccine như Israel áp dụng biện pháp sử dụng thẻ thông hành xanh khi ra vào các địa điểm công cộng thậm chí còn có thỏa thuận với Hy Lạp và Cộng hòa Sip cho phép công dân có chứng nhận tiêm vaccine của các nước này được nhập cảnh. Đan Mạch cũng triển khai hộ chiếu vaccine kỹ thuật số cho những người ra vào các điểm công cộng. Ngoài ra, Liên minh châu Âu, Thái Lan đều có kế hoạch triển khai sử dụng hộ chiếu vaccine, còn Singapore nhanh nhất ngày 1 tháng 5 sẽ khởi động hộ chiếu vaccine trên diện rộng kết hợp với thẻ thông hành du lịch của Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế. Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 5. Đài Loan đã liên tục 4 năm không nhận được thư mời tham dự. Tổ chức Liên minh Nghị viện Đa quốc gia về chính sách Trung Quốc đã đặc biệt quay một đoạn clip ca ngợi Đài Loan là tấm gương điển hình của thế giới về phòng chống dịch bệnh. Trong đó, nghị sĩ nhiều quốc gia như Anh, Úc và Canada đều lên tiếng cho rằng Trung Quốc không thể chính trị hóa vấn đề y tế và sức khỏe của thế giới, gạt Đài Loan ra khỏi các tổ chức quốc tế, Nghị sĩ Quốc hội Mỹ cũng liên tiếp đăng câu slogan Hãy để Đài Loan giúp đỡ trên Twitter, bày tỏ ủng hộ Đài Loan tham dự WHA. Hoạt động đăng hình ảnh và bài viết do Chủ tịch và các nghệ sĩ của Tiểu ban châu Á Thái Bình Dương, Ủy ban Ngoại giao, Thượng và Hạ viện Hoa Kỳ phát động. Đã có hơn 20 nghệ sĩ quay video clip, hàng trăm nghệ sĩ đăng bài. Ngoài ra ít nhất có nghị sĩ quốc hội của 25 quốc gia cũng bày tỏ ủng hộ Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết đặc biệt hoan nghênh Quốc hội Mỹ đã dẫn đầu Quốc hội các quốc gia dân chủ toàn cầu ủng hộ Đài Loan tham dự WHA, cũng bày tỏ cảm ơn nghị sĩ Quốc hội các quốc gia tham dự hành động ủng hộ này. 13 lao động di trú đến từ Việt Nam, Indonesia và Philippines đã dùng tiếng mẹ đẻ để viết nên những tâm sự của mình, kết hợp với tranh minh họa do học viên Đại học Cộng đồng Vĩnh Hòa thực hiện, tạo ra những sáng tác chung của người Đài Loan và lao động di trú. Triển lãm sáng tác của lao động di trú với chủ đề Câu chuyện cuộc đời tôi đã diễn ra tại khu di tích cổ Pua Phí Léo, khu bản hoa thành phố Đài Bắc cuối tuần trước. Cô Mút, lao động người Indonesia, đã dùng thơ miêu tả việc dùng thẻ EasyCard đi khắp Đài Bắc làm vơi nỗi nhớ quê hương. Triển lãm này có bốn chủ đề gồm quê hương mơ ước Đài Bắc và thẻ EasyCard. Trong đó, thẻ EasyCard là chủ đề được nhiều lao động di trú chọn nhất. Đơn vị tổ chức triển lãm cho rằng Easy khác sử dụng rất tiện lợi, cũng có thể dùng để đi khắp nơi giúp thay đổi tâm trạng khi không vui, đã trở thành vật dụng quan trọng trong cuộc sống của lao động di trú. Cô Rose, một lao động Philippines đến Đài Loan đã 7 năm thì kể về mơ ước của mình trước đây bằng tàn văn. Cô cảm ơn chủ sử dụng lao động cho cô tiếp tục được đi học tại Đài Loan, cũng giúp cho người thân và con cái của cô ở quê nhà có cuộc sống tốt hơn. Before, my dream is my, to be an engineer. And A paper lao động di trú đến Đài Loan phấn đấu làm kinh tế cống hiến tuổi Thanh Xuân và sức lao động của họ cho các gia đình và ngành nghề của Đài Loan nhưng ngoài hình ảnh của họ trong lúc làm việc rất ít có cơ hội có thể hiểu về họ đơn vị tổ chức hy vọng qua triển lãm này giúp mọi người có cái nhìn khác hơn về lao động di trú